ngừng phán xét khi mày không sống cuộc đời tao. Gắng ghép cho những thành công mà tao có là lộ cuốn theo từng cục cũng may mắn bao cái đắng mà tao gánh nỗi nước mắt từng chặng đường đã chạm khắc ATN hôm nay. Mày tỏ rõ được bao nhiêu khi vừa góp phiếu con siêu. Stop it boy. Khởi đầu chặng đường khi tao đã mới chiếc vé vào đại học. Sao hội bắt đầu giữ tương lai tao khi nói nói là rapper nhưng tao không bỏ cuộc làm nhân viên đưa thư thành công trên điện tử. Sau đó là thợ săn giảm ước mà mình tự biết được muốn giết ATN thì nó cả mày cô chia nghe này. Ngoài đó có những thứ anh đang thấy cuộc đời tôi. Có cô anh trai cạnh ngồi khóc cũng vậy thôi. Cứ bước tiếp đi. Giờ cũng say mơ ước mà bao đêm đang trắng. Cây bóng cát tô đang bô là cây đắng. Thế chỉ cần live stream là con ghẹ sẽ nắng. Tao vẫn cứ vững bước giữa dòng đời ngã nghiêng. Vì bước đường thành công không chân kẻ lười biếng. Đời trên tao rất học, tao có được thành công. Kẻ gây người ghét vẫn hay chửi tao lông bông. Tao im lặng gửi khi kẻ một túi tiền chất đấu. Từ một cái tên vô danh vươn lên thành thương hiệu YouTuber. Những kẻ nói tao trẻ trâu, ô chắc nghĩ tao ngu lắm cơ. Cũng may là vẫn còn đó số đông các fan của NTN. Họ yêu quý tôi, like support. Phiền các bạn bớt ghen đi men. Tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thị phi có biến tao thành cái gai bằng những comment tật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét tao không vẫn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để rồi một ngày trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. YouTuber số 1 Việt Nam. Tao vốn không thích khoe khoang nhưng hãy nhìn thử xem tao đang có gì. Lamborghini, Ducati thành công thể hiện bằng giá trị. Mỗi ngày khi tao thức dậy luôn tìm mọi cách để mình được tốt hơn. Ta không thể sống hài lòng tất cả ác ý cứ thế mà gạt ra. Hater thích núp như cách bọn nó vẫn thường hay chơi trò PUBG. Thành công của tao là gì? Ba nút vàng YouTube đấy. Hãy nghĩ và suy thật kỹ trước khi buông mồm phán xét một ai. Vì cái thằng mà bạn hay chửi vẫn đang từng ngày được thích được like. Nên phán xét khi mày không sống cuộc đời tao. Đừng gắng ghép cho những thành công mà tao có là lúc cuốn theo từng cục. Cũng may mắn bao cái đắng mà tao gánh nỗi nước mắt từng chặng đường đã chạm khắc ATN hôm nay. Tao đó được bao nhiêu khi vừa bao phiếu con siêu. Stop it boy. Bài nhạc tao viết hôm nay không phải mục đích để tự cao tự đại. Bằng cấp không thể quyết định tất cả, quan trọng là cách mình vươn vai. Đừng để thất bại của ngày hôm nay đẩy cuộc đời bạn sống trôi nổi. Không tin vào những kỳ tích thì hãy ở đó trông mắt mà coi tôi. Thì tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thì vì cố biến tao thành cái gai bằng những con mượn thật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét tao không hơn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để rồi một ngày trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Thì tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thì phí cố biến tao thành tí gai bằng những comment thật nhức mắt. Mặc kệ người ganh người ghét tao không hơn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để NTN trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Mặc cho rồng gió tao vẫn đứng yên ngang. NTN kiên cường có số ngồi thì nhiều fan. Có thể ngày nào đó lũ ta chúng tương lai. Nhưng vẫn tự hào với một thời huyền thoại. Mặc cho rồng gió tao vẫn đứng yên ngang. NTN kiên cường có số ngồi thì nhiều fan. Có thể ngày nào đó lũ ta chúng tương lai. Chúng ta không bao giờ quên, chỉ có thể mình bước đi. Nghị lực là khi bạn cố sống tốt và trân trọng nỗ lực từ nó. Và tôi làm bài nhạc này còn để gửi đến những fan của NTN. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua. Tôi yêu các bạn. Ok, trước khi kết thúc cái MV này là hy vọng tất cả các bạn đang xem MV của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ cày view tôi nhé. Đây là cái MV đầu tay nên là có thể có rất là nhiều những cái sai sót cũng như là không ok cho lắm. Nhưng mà không sao, hy vọng là tất cả các bạn ủng hộ và các bạn đừng quên tải Roy of the King về để chiến với lại NTN.